Đấu La Đại Lục phần 2 tập 438, đại biểu của Đường Môn xuất chiến tuyệt thế Đường Môn. Nhìn Vương Đông Nhi, Vũ Hạo cũng là trong lòng nhất thời là tràn đầy thương mến, thật là cẩn thận đặt nàng nằm trên giường, muốn để cho nàng ngủ thẳng giấc, nhưng mà Vương Đông Nhi lại là nghiêng người, lại vẫn là ôm lấy hắn, không cho hắn đứng dậy. Hai chú gấu con bên cạnh giường bất mãn kêu lên, cứ như là đang trách Vương Đông Nhi chiếm chỗ của nó vậy. Vũ Hạo tức giận khẽ mắng, các ngươi ngủ trên sàn đi, cứ biết vì làm cái gì gọi là vô lễ hay sao? Vừa nói, hắn dùng chân hất cái chăn đắp lên người của Vương Đông Nhi vào mình, vươn tay cho nàng ôm rồi là điều chỉnh tư thế lắng một chút cho nàng ngủ thoải mái. Ôm thân hình mềm mại trong lòng, Vũ Hạo cũng là trong tâm tràn đầy cảm giác với Đông Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mịn màng, hôn lên trán của nàng rồi là lại nhắm mắt. Vũ Hạo không thấy được rằng khi mà hơi thở hắn dần dần đều đều, thì là mí mắt của Vương Đông Nhi kẽ là giật giật, cái miệng lại là chu lên tròn vo rồi là mỉm cười. Họ ngủ từ trạng vạng tối, khi mà thức dậy đã là giữa chiều hôm sau, ngủ đêm quên mất trời đất. Vũ Hạo tỉnh dậy trước, hắn chưa bao giờ cảm giác ngủ thoải mái như thế này, nhất là trong lòng còn là có một cái gối ôm mềm nhũn nữa. Từ từ, gối ôm hay sao? Vũ Hạo cũng là mở to mắt ra, nhất thời là thấy một cảnh muốn phun máu ra. Vương Đông Nhi vẫn là ở trong lòng của hắn, nhưng mà so với hôm qua, vị trí hai người có thay đổi một chút. Hai chân của Vương Đông Nhi lẳng quắp lấy đùi phải của Vũ Hạo, tay trái là ôm cổ của hắn, cả người giám sát vào hắn, mái tóc làn rõ ra. Dương quang ngoài cửa sổ là chiếu vào, sáng lạn vô cùng. Có lẽ vì nàng ngủ rất là thoải mái, lên quần áo cũng là không ngay ngắn, lửa vài lộ ra, da thịt mềm mại lặn ra nước, lộ ra rất là đẹp, nhìn xuống là một đường cong tròn tròn. Xuống chút nữa, nhìn xuống chút nữa. Vũ Hạo là luốt lướt bọt là cái ực, hai chân của Vương Đông Nhi là cuốn chặt lấy chân của hắn, cũng có nghĩa là chân của hắn đang là đưa sát vào giữa hai chân của nàng. Đùi của nàng thon dài, làn tròn mà là mềm mại thoải mái, mơ hồ là tiếp xúc đến ở vị trí cực kỳ là thần bí, lại là tràn ngập vô tận hấp dẫn. Vãi! Dù cho cách một lớp quần áo, nhưng mà Vũ Hạo cũng là đúng là một thiếu niên làm thanh xuân mới mòn mởn, nên là hắn có phản ứng ngay. Ta đang làm cái gì vậy? Quá là vô sỉ. Vũ Hạo cũng là xấu hổ nhẹ nhàng hoạt động cục cửa, định điều chỉnh khỏi chỗ đó. Nhưng mà hắn vừa động đấy, Vương Đông Nhi cũng là giật mình, đôi cũng là và thân thể là chỗ hai người là cọ với nhau. Vũ Hạo cũng là hai chân là nháy mắt làm cứng đó, cả người cũng là hoàn toàn từ trong mông lung tỉnh hắn. Hắn có thể cảm nhận được một chỗ trong người đang lớn lên, lớn lên, lớn lên. Không thể như vậy được, Vũ Hạo cũng là thầm mắng chính mình một câu, tay phải dùng sức ở ngắt hông mình một cái. Kịch liệt là đau đớn chuyển khắp toàn thân, vất vả là mới là kiềm chế được dục niệm của mình. Không thể tiếp tục như vậy, Vũ Hạo cũng là trong lòng thầm nghĩ, ta cũng là không phải là thánh nhân gì. Đông Nhi, ngươi không phải là bức ta phạm tội hay sao? Phải là bóp chết mọi thứ từ trong trứng. Hắn cẩn thận kéo vai của Vương Đông Nhi muốn sửa lại áo cho nàng. Nhưng mà lúc hắn kéo áo thì là một đường cong hiện ra rõ ràng. Cái khe ngực của Vương Đông Nhi lại là trợ lên rõ ràng hơn. Cái khe ngực hấp dẫn vô cùng là khóa chặt đôi mắt của hắn, muốn thu hồi lại tầm mắt mà là không thể nào làm được. Vương Đông Nhi ngay lúc đó là mở mắt ra, đôi hàng mi thon dài là chớp chớp, khoảng cách gần sát nhìn thấy tên con trai trước mặt. Nàng nhìn thấy cái gì? Thêm một tên con trai trợn mắt há mồm đến chảy rãi, còn vội vàng luốt cái ực rồi là kéo vài áo của mình. Người Vương Đông Nhi là trợn trừng lên. Rồi sau đó Vũ Hạo cũng là cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ truyền tới, giúp mình là bay bổng lên trên mây văng khỏi giường. May là Vương Đông Nhi còn nhìn thấy rõ ràng người trước mặt là hắn, đây là một cước vẫn là chưa phải là toàn lực. Hiểu lầm, hiểu lầm. Vũ Hạo lúc nào nói ra hai chữ này lại là cảm thấy vô lực, giống như là vừa rồi là bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy. Hai tiếng kêu đau đồng thời là vang lên, Vũ Hạo từ trên giường ngã xuống nhưng mà không mấy đau đớn, như là rớt lên trên một tấm mềm đệm thịt mềm vậy. Lúc hắn lăn khỏi tấm đệm đó mới là phát hiện ra hai chú gấu con là mếu máo nhìn hắn như là muốn khóc vậy. Làm đây mà cũng bị thương, hai anh em họ cũng là bị bắt nằm dưới này. Nếu bọn nó cứ là tư tưởng trưởng thành mà nói, không chừng sẽ là nghĩ, ba ba à, ngươi đi tán gái thì là lo tán gái đi, ngủ với ngươi còn liên lụy chúng ta nữa. Đông Nhi, ngươi nghe ta giải thích đã. Vũ Hạo vội vàng là bỏ giấy, vỗ về hai chú gấu con rồi là vội vàng nhìn Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi cũng là đã nhảy xuống, trừng trừng hai mắt gằn giọng rồi nói, bại hoại. Nói xong câu đó, nàng xoay người bỏ chạy, tông cửa xông ra, ngay cả cửa cũng là không đóng lại đã là mất dạng. Này, ta thật là oan uổng mà, ta thật sự là không có, ta còn méo nhìn được một cái gì đó mà, nhìn coi trên lưng xanh lè, có dấu lửa nè, Đông Nhi hiểu lầm rồi.
Phú Hào thực sự là cảm giác kêu trời là không biết, kêu đất là chẳng hay. Hắn cũng là con thẻ hồ lớn nên là lỗi lòng ở đây được. Nơi này là Hải Thần Các, mấy vị trưởng lão cũng là sống ở đây. Chẳng lẽ la lớn lên để mấy lão đều là biết hôm nay hai đứa ngủ chung trong lái. Bất quá cái kia là trắng trắng tròn tròn mềm mềm, còn cái khe ngực như là ẩn như hiện, thật là đúng là. Nhớ lại hôm một hồi, Phú Hào cũng là đột nhiên là cũng không là cảm thấy mình là bị oan. Dù cho là hiểu lầm nhưng cũng không phải là mình cũng là thấy rồi hay sao. Khu khu, thấy được, hơn nữa là còn nhớ kỹ. Hai cậu con thật là dễ dàng. Phú Hào cũng là tìm thịt ngon cho nó ăn, ăn xong lại là ngủ. Phú Hào cũng là lúc này mới là có thể thoát thân, khóa kỹ cửa phòng định đi tìm Vương Đồng Nhi. Cộc cộc cộc, ba tiếng gõ cửa vang lên. Phú Hào cũng là đã điều chỉnh được tâm tính, bộ sáng thành thật. Hắn hiển nhiên là đang lúc này đang sẵn sàng chịu phạt. Cửa mở, quần áo là đã thay, hắn đã rửa mặt. Vương Đồng Nhi cũng là nhìn qua như là minh tinh, cho dù mỗi ngày đều là nhìn thấy nhưng mà khi thấy nàng lúc này, Phú Hào cũng là vẫn là ngẩn ngơ, bất giác rồi nói: Đồng Nhi, nàng thật là đẹp. Vương Đồng Nhi tức giận rồi nói: Đừng có dụ ngọt ta, ngươi nói làm sao đấy? Phú Hào cười khổ rồi nói: Ta nói đó là hiểu lầm, làng công tín, không lẽ là còn chưa rõ nhân phẩm của ta hay sao? Vương Đồng Nhi đáy mắt là toát lên ý cười nhưng mà vẫn ương bướng: Ta chỉ là tin vào mắt của mình mà thôi. Phú Hào bất đắc dĩ rồi nói: Vậy cái đó nàng nói làm sao đây, là muốn thế nào ta cũng chịu. Vương Đông Nhi lúc này hừ một tiếng rồi nói: Vào đây. Vừa nói một tay kéo hắn vào trong phòng của mình, đóng chặt cửa lại. Có chuyện ở bên ngoài nói thì là không tốt cho lắm, mà phòng ốc chỗ này cũng là càng cách âm tuyệt hảo. Nhìn Phú Hào, Vương Đông Nhi suýt chút nữa là cười ngất. Cái bộ sáng khốn cùng của hắn thật là làm nhân của mình đấy hay sao? Hoắc Phú Hào, dạ em đây. Phú Hào cũng là suýt chút nữa là quỳ xuống thỉnh tội, cẩn thận đáp lời. Vương Đông Nhi hếch mặt lên rồi nói: Xét thấy ngươi biểu hiện như là thế là tối hôm qua, bồn cô lương là quyết định là từ này về sau, ngươi chính là người của ta, bồn cô lương sẽ là chịu trách nhiệm về ngươi, hiểu chưa? É, cái gì vậy? Phú Hào cũng là bất giác tốt lên, ngơ ngác nhìn Vương Đồng Nhi về mặt là mờ mịt không rõ. Vương Đồng Nhi cả giận rồi nói: Là cái gì mà la, ngươi là ôm cũng là ôm, sờ cũng là sờ, ngủ cũng là ngủ rồi, chẳng lẽ muốn xóa sạch tội lỗi hay sao? Sau này ngươi là người của ta, không được thích con gái khác, không được nhìn, càng không được sờ, nghe chưa? Cái gì cơ? Phú Hào cũng là có vẻ là hiểu hiểu. Vương Đông Nhi đắc ý rồi nói: Yên tâm đi, ta sẽ lo tốt cho người, mỗi ngày cho người cơm ăn, cho nước uống, cho người đi theo ta, ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Phú Hào ngơ ngác rồi nói: Sao ta thấy mình giống là như con chó vậy? Vương Đông Nhi phì cười rồi nói: Đúng, là ta đang nuôi một tiểu cậu, ngươi là tiểu cậu của ta. Nàng không giận hay sao? Phú Hào là dần trở lên sáng sủa. Vương Đông Nhi hất mặt lên rồi nói: Ai nói là ta giận lắm đó? Có không vậy? Phú Hào cũng là mắt lóe lên, bộ sáng thành thật biến mất không thấy đâu. Hắn cũng là không phải là ngốc, tuy là trong tình yêu không tự kiềm chế có tránh khỏi là hơi ngu một chút, nhưng không thể nào là biết biến thành con chó còn được. Đúng vậy, ngươi định làm gì? Đừng làm bậy nha. Vương Đông Nhi cũng là hoảng sợ phát hiện ra tiểu cầu của mình đang bước tới về mặt là hùng tợn. Được nha Vương Đông Nhi, ngươi dám đổ dỡn ta, xem ta làm sao dọn dẹp ngươi đây. Ngươi đừng làm loạn, ta la lên bây giờ. Không sợ xấu hổ thì là cứ kêu lên, bất quá kêu khàn cục là không ai tới cứu người đâu. Xem một ký của đại ca ta đây, cho xoáy xuất cả cô. Ngay sau đó thì chiến trường biến thành giường, cho xoáy bị gà cổ tung một cước đá bay, dính bách tường, tuột xuống. Bởi vì hoảng sợ ra chân, lần này Vương Đông Nhi cũng là dùng lực không nhỏ, thành ra Vũ Hạo cũng là ngồi dưới đất đá, nín mà thở. Vũ Hạo, ngươi không sao chứ? Vương Đông Nhi cũng lại sợ hãi, vội vàng là lao đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ ngực của hắn, vẻ mặt là lo lắng. Ta không phải là cố ý, ai bảo là người quậy? Ta quậy hay sao? Vũ Hạo lúc này trợn mắt, nhìn cô gái, đổ trắng thành đen, rốt cuộc lại là ai bày ra bộ dáng hùng hổ này đây? Làm ta sợ đứng tim gan rụng hết cả rồi. Không được, bị nàng đá, bụng ta đau quá. Phú Hạo cũng là tựa vào Vương Đông Nhi, không chịu đứng lên. Vương Đông Nhi càng lo lắng hơn. Làm sao đây, ta có người đến phòng y tế, ta không cố ý mà. Không cần, nàng có thuốc cho ta là được rồi. Phú Hạo thèo thảo như là sắp chết. Thuốc gì vậy? Vương Đông Nhi sửng sốt. Phú Hạo cũng là bỗng dưng là giọng nói là quái gì. Linh đan rượu dược. Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên là vùng lên, ôm lấy Vương Đông Nhi, rồi là chu mỏ hôn lên mặt của nàng. Vương Đông Nhi là cường giả hồn đế, phản ứng cực kỳ nhanh. Phú Hào đột nhiên là vùng lên, làng liền xoay lại, nhưng mà cú xoay của làng lại đã đón nhận đôi môi của hắn. Bốn cánh môi chạm bên nhau, hai người như là hóa đá vậy. Vốn Phú Hào cũng là không dám hôn lên môi của Vương Đông Nhi, nhưng mà đành lúng túng. Vương Đông Nhi đôi môi mềm mại nháy mắt là chạm vào, Phú Hào cũng là thậm chí cảm giác linh hồn của chính mình cũng là sợ run lên.
Cảm giác này hoàn toàn là không thể diễn tả bằng ngôn từ và là miêu tả. Hai người đồng tử cũng là cùng lúc mở to, giữ nguyên hiện trường chừng chục giây. Úi xa, Vương Đông Nhi phản ứng cực kỳ nhanh chóng bật người ra, mặt đỏ như là trái táo vậy. Vũ Hạo ngơ ngác giữ nguyên tư thế, lưỡi liếm môi của mình. Người, Vương Đông Nhi kẽ là cắn môi cũng là chẳng biết là vẫn lộ hay là hờn dỗi. Ta không cố ý mà. Vũ Hạo hầu như là thốt lên, bất quá vừa nói ra thì là đã là muốn tát mình một cái rồi. Chuyện thế này rồi là không cố ý, chẳng lẽ cũng là không chiếm tiện nghi hay sao? Quả nhiên, Vương Đông Nhi nhất thời là lổ sung lên. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Đông Nhi, hãy nghe ta nói đã. Vương Đông Nhi chẳng cho hắn cơ hội phân trần, kéo hắn đi ra ngoài. Vũ Hạo không dám vùng lại, vài bước đã là đi bị đẩy ra khỏi phòng rồi. Dầm một tiếng, đóng cửa. Vương Đông Nhi dựa vào cửa, hai tay là bừng mặt đỏ bừng. Một tiếng, chân phải là dẫn đĩa. Bại hoại, cứ để cướp đi liệu hồn đầu tiên của ta, một chút lãng mạn cũng là không có. Vũ Hạo bị đuổi ra bên ngoài, bất đắc dĩ là lắc đầu. Bây giờ chắc là không vào được rồi. Bất cầu hắn cũng là thấy Vương Đông Nhi cũng là không thật sự là giận, do đi làm điểm tâm đến xin lỗi vậy. Vũ Hạo, đúng vào lúc này, một thanh âm vội vàng gọi ngược. Vũ Hạo ngoái lại nhìn, chỉ thấy là Thái Minh Nhi phó viện trưởng đi tới chỗ của hắn. Ta nói sao mà tìm người thật là không thấy, sao là người chạy qua phòng của Đông Nhi, mau đi cùng ta đi. Thái Minh Nhi cũng là đến gần liền là kéo Vũ Hạo đi. Vũ Hạo chẳng hiểu gì cả liền nói, Thái viện trưởng sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Thái Minh Nhi liền nói, người theo ta sao là biết. Ngày hôm qua sau khi trở về, ta báo cáo với Huyền Lão chuyện người đề xuất cho hồn sư học tập sử dụng ra hồn đạo khí. Huyền Lão rất là coi trọng, gọi người qua đó. Tống Lão, Thị Thiểu Chiết, Tiền Lâm Nhi cũng là đều có mặt rồi. Chúng ta thảo luận trước một chút, sau đó sẽ là mở hội nghị hạ thần các. Ngươi chuẩn bị trước đi. Vâng, Lão Sư. Vũ Hạo lúc này là sáng rực hai mắt lên. Chuyện này là sự kiện quan trọng hắn là muốn tiến hành. Nếu thành công sẽ là mang lại tương lai tốt đẹp không thể nào đo lường được cho học viện sử này khác này. Hai người cũng là cùng nhau đi xuống tầng 1 của Hải Thần Các. Quả nhiên bên bàn hội nghị đây là có Huyền Lão ngồi ghế chủ tọa, rượu hồ lô đặt bên cạnh. Bất quá lão hôm nay vẫn là chưa uống rượu, tuy là lớn tuổi nhưng mà nhìn rất là quắc thường. Ngồi hai bên lão là Tống Lão, Tiên Lâm Nhi và Ngôn Thiểu Chiết, còn có Vũ Hạo và lại Thái Minh Nhi. Bọn họ cũng là coi như là đã là phần lửa hội nghị của Hải Thần Các rồi. Nhìn Vũ Hạo tới, mọi người đều làm tỏ ra vui vẻ. Huyền Lão liền nói, Vũ Hạo, tối hôm qua vừa trở về nghỉ ngơi có khỏe hay không? Vũ Hạo cũng là hơi đỏ mặt, ngủ dĩ nhiên là ngon rồi, ôm Vương Đông Nhi ngủ có thể là không khỏe sao được chứ. Rất tốt, cảm ơn Huyền Lão quan tâm. Vừa nói, hắn và Thái Minh Nhi cũng là lần lượt là ngồi xuống. Thái Minh Nhi là ngồi bên cạnh Ngôn Tiểu Chiết, còn Vũ Hạo là ngồi bên cạnh nàng. Huyền Lão liền nói, Minh Nhi đã nói hết về việc các ngươi trải qua cho ta biết rồi. Xem ra, giới hồn sư đại lục sẽ là quả nhiên sắp có đại biến. Đầu tiên là Thánh Linh Giáo, rồi sau đó là Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đúng là Long Tiêu Giao lần nữa xuất thế. Rồi lần này lại là đến ba huynh đệ Tà Hồn Sư. Có lẽ là không lâu nữa chúng ta sẽ là có phiền toái không nhỏ. Chuyện này tạm thời tiếng sau để cho hội nghị Hà Tầng Các tiến hành thảo luận.